Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021. Trong video clip này thì tôi có 3 cái nội dung để mà chia sẻ với các bác. Thứ nhất là cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình từ thiện giữa mùa nắng của anh Hoài Linh. Tin tức thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bác mà tôi tin rằng là nhiều bác chưa biết, đó là những cái góc khuất của anh Hoài Linh đó. Và cái thứ ba nữa là các bác cùng đồng cảm và cùng chia sẻ với tôi á, thì là chúng ta mong muốn rằng là anh Hoài Linh phải trao tặng lại cái nhà thờ tổ đó cho cơ quan chức năng để mà đúng như ý nguyện, đúng không ạ? Thì cái căn cứ đó ở đâu tôi sẽ chia sẻ với các bác ở cái phần cuối. Đầu tiên xin phép với các bác mình vào cái chủ đề và nội dung thứ nhất, đó là nghệ sĩ Hoài Linh gọi rằng là đã giải ngân xong cái số tiền từ thiện là 15,2 tỷ. Đó. Các bác nghĩ gì về con số 15,2 tỷ này? Rõ ràng là có một cái sự khuất tất bất nhất trong quá trình mà Hoài Linh làm từ thiện. Lúc đầu anh chốt số là 13 tỷ mấy, rồi cuối cùng là 14 tỷ 7, và bây giờ là cái quá trình được kết thúc cuối cùng như thế này thì lại là 15,2 tỷ. Và chúng ta có thể thấy rằng là chỉ có sao kê tài khoản thì mới có thể chứng minh được con số thực tế. Còn mình cứ giả dụ là 15,2 tỷ đi, mà anh ấy bảo rằng là anh ấy lúc mà cứ cho là cái video clip là video cuối cùng, đúng không? Thì anh Thanh Minh thì rõ ràng là có một cái đoạn giá bị cắt mất ở đây rồi. Đó. Thế cho nên rằng là chẳng có cách nào chứng minh được khi và chỉ khi anh tung ra được các sao kê tài khoản của anh từ đầu tới giờ. Đó. Và nếu công chúng và dư luận không lên tiếng, không có chị Phương Hằng lên tiếng, thì chắc là không ai biết đến những cái số tiền nó lớn như thế này. 15,2 tỷ là cái số tiền cực kỳ lớn luôn. Và đây là cái thông báo như sau: hơn 6 tháng sau khi các mạnh thường quân đóng góp tiền, thì đại diện ekip và thay mặt nghệ sĩ Hoài Linh đã đến miền Trung để trao tiền quà hỗ trợ bà con khắc phục cái hậu quả của lũ lụt. Đến ngày mùng 3 tháng 6, tức là hôm qua đấy, thì ông Hà Văn Tự, người đại diện cho nghệ sĩ Hoài Linh, đã xác nhận là kết thúc chuyến từ thiện này, giải ngân xong khoản tiền tài trợ. Ngoài ra, theo ghi nhận của cơ quan chức năng, thì số tiền mà các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ bà con miền Trung từ sau bão lũ năm 2020 đến nay thì đã là hơn 15,2 tỷ đồng. Và theo đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ, thì đoàn đã trực tiếp đến các tỉnh như là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để trao tòa quà cho người dân. Chi tiết thì đưa ra nhiều lắm. Ví dụ như là trước khi có clip thì là khoảng tầm 2,8 tỷ đồng này. Sau khi mà sau Tết này, nghĩa là sau cái lùm xùm từ thiện này, thì tổng là 12,4 tỷ đồng này. Đó. Các bác có thể cảm thấy cái điều gì đó bất nhất ở đây. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải suy nghĩ và phải lăn tăn. Và cũng vẫn rất cần là anh Hoài Linh phải lên tiếng về cái việc này, trả lời câu hỏi cho các mạnh thường quân. Chứ không phải cứ đi làm như thế này là người ta yên đâu. Đó. Người ta cần cái sự minh bạch, chứ không phải rằng là cái kiểu như thế này. Đó là tin tức thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ cập nhật với các bác. Bởi vì cũng rất nhiều những cái buồn cười ở đây. Cả nước đang chống dịch giữa mùa nắng nóng, thì để đi cứu trợ các tỉnh thì cảm thấy rằng là rất là băn khoăn, đúng không? Và cái chủ đề thứ hai thì tôi muốn chia sẻ với các bác, đó là những góc khuất của anh Hoài Linh. Vừa rồi á, thì chị Phương Hằng có nói rằng là thế lực của anh Hoài Linh rất lớn. Đúng là như vậy. Nếu chúng ta nhìn vào cái động thái của truyền thông, như là chị Phương Hằng đã chia sẻ từ trước đến giờ, thậm chí rằng là khi lùm xùm vụ này thì báo chí vẫn chưa vào cuộc đâu. Chỉ khi mà cũng không hiểu sao, tại sao khi tôi vào cuộc thì bắt đầu là các báo chí bắt đầu mới lên tiếng một cách dần dần, từ những việc mà thả lỏng các comment, sau đó rằng là có một cái gì đấy động thái để hỗ trợ với chị Hằng. Nhưng mà dần dần vẫn cái kiểu là vẫn thiên vị ở phía nào đó, chứ không hoàn toàn một cách công tâm. Thì báo cáo với chị Hằng và mọi người á, vào năm 2016 thì tình hình nó không phải là như vậy. Bởi vì năm 2016 trên tờ báo Nông nghiệp Việt Nam, nghĩa là nông nghiệp.vn, thì vào ngày thứ hai, ngày mùng 7 tháng 3 2016, thì đã có một cái bài viết như thế này. Đó là góc khuất phía sau tên tuổi danh hài Hoài Linh. Ở đó hé lộ nhiều cái chi tiết rất cụ thể, ngay cả việc hầu đồng.
Thì xin phép với các bác, tôi chia sẻ thông tin này với các bác để các bác nắm thêm về cái cuộc đời của anh Hoài Linh ra sao để chúng ta cùng suy nghĩ. Và cái bài viết này là trong cái lúc mà anh làm nhà thờ tổ nhé. Chỉ sau hơn một thập kỷ về nước hoạt động nghệ thuật, danh hài Việt Kiều Hoài Linh đã thực sự chiếm lĩnh showbiz Việt. Và không chỉ phủ sóng dày đặc trên truyền hình, Hoài Linh còn được xem như là một nhân vật có thế lực trong giới giải trí. Các bác lưu ý, đây là bài viết vào năm 2016, nghĩa là cách đây 5 năm rồi. Và sự việc Hoài Linh xây dựng nhà thờ tổ trên đất nông nghiệp tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã bị đình chỉ thi công và xử phạt hành chính, khiến dư luận xôn xao với những bình xét khác nhau. Phía sau nhà thờ tổ là nước mắt hay là nụ cười của Hoài Linh? Trong đơn xin cứu xét về trường hợp nhà thờ tổ vi phạm các quy định về quản lý nhà nước về xây dựng, Hoài Linh đã viết: "Nhiều năm dài trong quá trình đi diễn, tôi đã tích lũy được số vốn và đã hy sinh tất cả vì gia đình, con cái để đeo đuổi cái nghề. Tôi hy sinh tất cả cuộc đời cho sự nghiệp để bà con công chúng được vui. Cuộc đời cô đơn của tôi sống chỉ làm sao cho bà con được vui là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu tổ nghiệp cho tôi cái gì thì tôi sẽ trả hết để có chỗ thờ cúng theo tâm linh của ông tổ sân khấu. Làm nghề 18 năm, lúc nào trong lòng tôi cũng hướng tới tổ nghiệp và đó cũng là niềm mơ ước của anh em nghệ sĩ. Hiện tôi cũng đang thực hiện ước mơ xây dựng nhà tổ sân khấu tại phường Long Phước với mục đích là có chỗ ổn định để thờ cúng ông tổ. Công trình này là nhà gỗ, không xây đúc kiên cố và cũng phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương. Tôi mong muốn Ủy ban Nhân dân quận 9 xem xét để cho được tồn tại công trình này để phục vụ cho nghệ sĩ. Chuyện làm nhà thờ tổ khá quy mô và kiên cố trên đất nông nghiệp có diện tích 7.000m2 nhưng không xin phép để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và không xin phép giấy phép xây dựng thì rõ ràng đã là sai quấy. Tuy nhiên, trong cái sai quấy của Hoài Linh cũng có trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Lẽ ra, ngay từ khi nhà thờ tổ vừa khởi công thì đã giám sát và điều chỉnh ngay lập tức. Không thể vì cả nể là người nổi tiếng mà ngó lơ suốt một thời gian dài. Không ai phủ nhận tâm huyết của Hoài Linh với sân khấu. Ngay cả lá đơn đầy ngậm ngùi của danh hài cũng có vẻ như là rưng rưng, ngấn lệ. Chắc chắn vấn đề nhà thờ tổ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Còn lá đơn xin cứu xét khá lâm ly kia liệu có phải là tâm tư, là tất cả tâm tư của Hoài Linh hay không? Hoài Linh viết làm nghề 18 năm là sao nhỉ? Đó là cột mốc tính từ lúc Hoài Linh về nước tham gia vài tiết mục tấu hài nho nhỏ và gặp được anh thợ cắt tóc là Huỳnh Minh Hưng, tức là Đàm Vĩnh Hưng, vừa chuyển sang nghề ca hát với nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng. Nếu cụ thể thì Hoài Linh vào nghề từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước trong vai trò là một nghệ sĩ múa. Hoài Linh được đào tạo một khóa ngắn hạn về múa dân tộc để tha nhập vào đoàn ca múa nhạc Ponaga. Tuy không tài giỏi vũ điệu cỡ Linh Nga sau này, nhưng Hoài Linh khởi nghiệp múa cũng dẻo lắm, xương cốt thì cũng uyển chuyển, tay chân thì mềm mại. Lâu lâu mới có một tiết mục múa nên Hoài Linh đi hát dân ca. Khi Hoài Linh đi hát thì cũng được nhiều người vỗ tay lắm, nên đánh bạo tham gia một cuộc thi hát ở Nha Trang. Nếu gặp thời, ca sĩ không có giọng thì cũng nhảy bổ lên sân khấu như bây giờ, có khi Hoài Linh đã giành hạng nhất. Đáng tiếc, dạo ấy, Nha Trang thì có đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, quy tụ rất nhiều tiếng hát đầy nội lực như là Ánh Tuyết, Mỹ Hạnh, Ngọc Thúy, Quang Linh và cả Long Nhật. Cho nên, Hoài Linh đành tạm dừng ở giải thưởng bé bé và chuyển sang diễn kịch. Trong hai năm 1991 và 1992, Hoài Linh vừa múa, vừa hát, vừa tấu hài, vẫn chỉ là một anh nghệ sĩ tỉnh lẻ không mấy ai biết đến. Đến năm 1993, Hoài Linh theo gia đình sang Mỹ định cư và cuộc đời đã rẽ theo một hướng khác. Phải thừa nhận, Hoài Linh có một tuổi hoa mộng rất bôn ba. Hoài Linh quê gốc ở Quảng Nam nhưng sinh tại La Hai, Phú Yên và trải qua những ngày thơ ấu ở tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau năm 1975, thì cả nhà Hoài Linh chuyển về Dầu Dây, Đồng Nai và Hoài Linh đi học phổ thông ở Trảng Bom. Sống qua nhiều vùng đất, tiếp xúc với nhiều loại dân cư khác nhau, giúp Hoài Linh thẩm thấu nhiều ngôn ngữ địa phương để tung tẩy
trên sàn diễn. Những năm đầu ở Mỹ, Hoài Linh làm MC cho các đám cưới trước khi kết hợp với Vân Sơn để thành lập một nhóm hài được yêu thích. Chính những kịch bản hài tương đối chọn lọc trên sân khấu Thúy Nga Paris đã khiến tài năng của Hoài Linh nhanh chóng được thăng hoa và lan tỏa rộng khắp. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt ở hải ngoại không đông đúc, show diễn cũng không nhiều. Hoài Linh chỉ bùng lên khi về nước để tạo dựng sự nghiệp. Chính Hoài Linh cũng xác định rõ điều này nên mới khẳng định là làm nghề 18 năm. Tức là bắt đầu năm 1998 khi Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng chở nhau trên chiếc xe máy rong ruổi khắp Sài Gòn để chạy show. Làm nghề 18 năm, hai gã trai như hình với bóng ngày ấy đều thành những gương mặt gọi nhiều tiền, nhiều bạc và cũng lắm thị phi. Trong đơn xin cứu xét, Hoài Linh cũng viết, hy sinh tất cả việc gia đình, con cái để đeo đuổi cái nghề, thì công chúng phải hiểu như thế nào. Gia đình Hoài Linh có 6 anh chị em. Hai người em của Hoài Linh thì nhờ tên tuổi của anh trai cũng bước chân vào làng giải trí như là ca sĩ Phương Trang hay là ca sĩ Dương Triệu Vũ. Đó. Gia đình Hoài Linh thì định cư ở bang Florida. Hoài Linh một mình xuống California để thỏa nguyện làm nghệ sĩ. Và Hoài Linh cũng một mình về Việt Nam để đắc dụng và làm nghệ sĩ. Hoài Linh hy sinh việc gia đình thì đã rõ. Thế còn việc hy sinh việc con cái thì ra làm sao? Trước khi sang Mỹ thì Hoài Linh có quen một cô gái tên là Thanh Hương ở Cam Ranh. Năm 1996, có chút bắt ăn bắt để thì Hoài Linh đã về nước và kết hôn với Thanh Hương và đưa vợ định cư ở bên kia bờ đại dương. Sự đời chớ trêu, cuộc lương duyên thì gỡ đơm hoa kết trái của Hoài Linh chỉ kéo dài đúng một năm. Cuối năm 1997 thì Hoài Linh ly dị với Thanh Hương và để lại đứa con gái bé bỏng cho vợ nuôi. Hoài Linh trở thành người đàn ông cô đơn và biết cách an ủi những người đàn ông cô đơn khác. Các bác lưu ý chữ đoạn này nhé. Hoài Linh trở thành người đàn ông cô đơn và biết cách an ủi những người đàn ông cô đơn khác. Tôi nhắc lại lần nữa nhé. Hoài Linh trở thành một người đàn ông cô đơn và biết cách an ủi những người đàn ông cô đơn khác. Sàn diễn thì càng nghiêng ngả với màu sắc cười cợt thì tài năng Hoài Linh càng lấp lánh. Thường ngày, Hoài Linh đã chạy show không kịp thở, chứ đừng nói đến những cái dịp lễ Tết. Từ sân khấu tấu hài, Hoài Linh lấn sân nhiều lĩnh vực khác. Phim truyền hình muốn có lượng người xem cao thì cũng phải mời Hoài Linh. Phim điện ảnh muốn bán vé cũng phải mời Hoài Linh. Chương trình tương tác trên màn ảnh nhỏ muốn thu hút khán giả cũng phải mời Hoài Linh. Ngoài ra thì còn phải kể thêm, Hoài Linh rất được ưa chuộng trên những chiếu hầu đồng. Tôi nhắc lại. Ngoài ra, còn phải kể thêm Hoài Linh rất được ưa chuộng trên những chiếu hầu đồng. Các bác lưu ý, đây là bài viết từ năm 2016 nhé. Chứ không phải là mới đây đâu, cách đây 5 năm rồi. Tôi lại tiếp tục đoạn đó. Ngoài ra, còn phải kể thêm Hoài Linh rất được ưa chuộng trên những chiếu hầu đồng. Các bà mệnh phụ phu nhân giàu sang muốn dâng bái thần thánh thì đều tin cậy Hoài Linh xiêm áo lộng lẫy, múa may tưng bừng. Giới nghệ sĩ thạo tin tính toán rằng nếu Hoài Linh bớt lãng phí ở trên chiếu bạc thì thu nhập mỗi năm của Hoài Linh hoàn toàn có thể không thua kém bất kỳ doanh nhân lớn nào hiện nay của Việt Nam. Tôi chỉ nhắc lại một đoạn này thôi của phóng viên. Giới nghệ sĩ thạo tin tính toán rằng nếu Hoài Linh bớt lãng phí ở trên chiếu bạc thì thu nhập mỗi năm của Hoài Linh hoàn toàn không thua kém bất cứ một doanh nhân lớn nào ở Việt Nam. Ý tưởng xây dựng nhà thờ tổ cho sân khấu của Hoài Linh rất tốt đẹp. Hoài Linh bỏ vài chục tỷ đồng để đầu tư thì cũng rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, hướng đến nhà thờ tổ chỉ là một góc độ tôn trọng nghề nghiệp mà thôi. Còn một góc độ tôn trọng nghề nghiệp khác là ứng xử đàng hoàng với những giá trị nghệ thuật. Còn một góc độ tôn trọng khác là ứng xử đàng hoàng với giá trị nghệ thuật. Nhà thờ tổ sẽ không còn thiêng, gọi rằng nhà thờ tổ sẽ không còn linh thiêng gì nếu Hoài Linh cứ tiếp tục dùng sức ảnh hưởng của mình để lăng xê vô tội vạ những thứ con nuôi hay là em nuôi, vô thưởng, vô phạt, làm lệch lạc chuẩn mực nghệ sĩ đích thực. Đó là của nhà báo Gia Quân. Các bạn.
Đây là những góc khuất của Hoài Linh. Tôi thì chỉ biết sơ sơ thế thôi. Thế cho nên rằng là có gì thì báo nông nghiệp chịu trách nhiệm về thông tin của cái việc này nhá. Tôi chỉ dẫn lại bởi vì là thông tin này đã được ở trên báo và đã tồn tại suốt 5 năm rồi. Nhưng mà không mấy ai biết đến. Thế cho nên là hôm nay tôi lôi nó lên để cho các bác một cái góc nhìn nữa về Hoài Linh. Cơ bản thì như vậy, nhưng mà chắc là 5 năm vừa rồi thì các bác sẽ không biết đâu. Nhân đây á thì tôi xin phép với thôi chào các bác đi, rồi vào đây chào các bác đi. Rồi ok, rồi ra kia để bố làm việc nào. Rồi. Ôi, rồi, ơi chào các bác, rồi. Rồi. Nào, bé mồm để bố làm việc. Xin phép các bác nhé, xin lỗi cho tôi. Bây giờ tôi chuyển sang cái chủ đề thứ ba, đó là tại sao lại phải kiến nghị anh Hoài Linh trả lại cái nhà thờ tổ đó. Bởi vì các bác để ý thế này, trong cái đơn kêu cứu của anh Hoài Linh ấy, thì anh ấy nói rằng anh hy sinh tất cả mọi thứ để làm tổ nghiệp, tổ nghề, làm cái đền thờ đó cho nghệ sĩ. Chứ anh có nói cho mình đâu. Anh hy sinh tất cả mà. Đúng không ạ? Đây này, các bác này. Ông Hoài Linh viết như sau: nhiều năm dài trong quá trình đi diễn, tôi tích lũy được số vốn và hy sinh tất cả việc gia đình con cái để đeo đuổi cái nghề. Tôi hy sinh tất cả cuộc đời cho sự nghiệp để bà con công chúng được vui. Cuộc đời cô đơn của tôi sống chỉ làm sao cho bà con được vui là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu tổ nghiệp cho tôi cái gì thì tôi sẽ trả hết để có chỗ thờ cúng theo tâm linh của ông tổ sân khấu. Đó, chỉ riêng đoạn này thôi. Vậy thì tổ nghiệp cho anh cái gì thì anh sẽ trả hết lại cho tổ nghiệp, đúng không ạ? Để cho nghề và anh hy sinh vì tiếng cười của công chúng. Thì tôi nghĩ là đơn giản thế này. Xin phép anh Hoài Linh và các bác mọi người có thể chia sẻ cái đoạn này ra nhiều rộng rãi. Bởi vì là anh Hoài Linh hãy trả hết lại cho nghệ sĩ. Bởi vì tổ nghề đâu chỉ của mình anh. Đúng không ạ? Và anh cũng nói rằng là anh làm cái điều này để cho các nghệ sĩ. Chứ đâu có phải rằng là cho ai. Đây. Anh nói rằng là tôi mong muốn. Này. Tôi đang trích một cái đoạn nhé. Đoạn cuối thôi nè. Tôi mong muốn. Này, các bác nhìn kỹ này. Không lại bảo tôi nói phét. Khổ thế. Đó là tôi mong muốn Ủy ban Nhân dân quận 9 xem xét cho được tồn tại công trình này để phục vụ cho các nghệ sĩ. Đó. Để phục vụ cho các nghệ sĩ mà. Thế cho nên ấy, tốt nhất là tôi nghĩ Hoài Linh hãy trả kiến nghị là gửi Hoài Linh hãy chuyển toàn bộ cái nhà thờ này cho Hội Nghệ sĩ của Việt Nam chứ không phải là của Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Chúng ta nước ta là một mà. Nói thế để phân biệt vùng miền. Trả lại toàn bộ này cho Hội Nghệ sĩ của Việt Nam và hoặc là Sở Văn hóa hoặc là Bộ Văn hóa để quản lý cái công trình này. Đó. Và giấy tờ sở hữu cũng sang tên hết cho những tổ chức đó. Không giữ lại một cái gì. Vì anh đã nói rất rõ ràng. Anh có cần gì đâu. Đúng không? Vậy thì anh hãy nhà thờ tổ này hãy chuyển sang Bộ Văn hóa đó. Để mà gìn giữ, để mà làm đúng nghĩa của nó. Còn thôi thì anh đừng có làm cái điều gì đó nữa để mà mang năng nghiệp ra như anh ấy nói về tổ nghiệp đó. Những lời lẽ rất là thống thiết. Dù sao thì chính quyền cũng đã cho anh xây phép rồi. Thì tôi cũng chỉ mong muốn rằng là các bác hãy chia sẻ cái video này để mà anh ấy hãy trả lại hết cho đời, cho mọi người. Đúng như những gì anh ấy mong muốn. Đúng những gì anh ấy đã nói. Đúng những gì mà anh nói rằng là đạo đức lương tâm của anh ấy là phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho khán giả, mang nụ cười cho khán giả, chứ đâu phải mang đến những khó chịu hoặc mang gì đó đâu. Vậy thì anh hãy trả đi, trả hết. Đó, không đứng tên nữa. Giấy tờ các thứ nữa anh chuyển hết ra Bộ Văn hóa. Rồi là hội hoặc là cái hội gì đó, hội nghệ sĩ đó, của Việt Nam. Để họ ta thay anh làm cái việc đó, thay anh để làm việc này. Và anh cũng trân trọng, anh sẽ ghi được cái biển ghi công ở đó là nhà thờ đổ này được xây bởi nghệ sĩ Hoài Linh, được tài trợ bởi nghệ sĩ Hoài Linh. Như vậy là được rồi. Tôi nghĩ thế là tốt nhất. Đó. Tôi mong muốn cái điều như vậy để không hiểu rằng các bác có cùng suy nghĩ với tôi hay không. Nếu như cùng suy nghĩ với tôi thì các bác hãy cho tôi một cái đăng ký, một cái like hoặc một cái chia sẻ để mọi người cùng với nhau làm cái việc này. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.